ở đây đi. Qua bên kia. Rồi. Sáng mai phải trả bài. Sáng mai phải trả bài.
tập trung đây mình đi cùng với xe đạp. Mà nếu mà tới trẻ á, nếu mà tới trẻ mà có phương tiện gì á thì là cứ đi tới, đi tiếp tới cái chỗ đó. Nếu mà các bạn không có thời giờ thì mình có thể bỏ qua những cái mục mà thăm viếng trường hay là đi chùa gì đó, nhưng mà cái buổi trưa thì mình nên trưa mai với lại tối mai cà phê thì mình có mặt cho đồng ra vui. Trưa mai với tối mai các bạn có mặt đầy đủ đó, là chương trình ngày mai, còn ngày mốt thì ngày mai thông báo trưa và tối mai có điểm danh. Đúng rồi. Đứa nào mà nói cái gì là hồi giả hồi giả. Hôm nay đúng. Không phải cho bà. Không phải cho kêu gọi thiện chí của các bạn. Cô giáo này giáo viên có. Không phải đúng.